Vâng, Nội Thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay buổi sáng của ngày 22 tháng 10 năm 2023, xưởng BM vừa mới dựng xong một sản phẩm tủ rượu hàng đặt của gia đình nhà anh Khoa ở khu vực Gia Lâm, Hà Nội các bác nhé. Thì anh cũng đã đặt bên xưởng BM cách đây tầm độ 20 hôm trở ra rồi. Bởi vì những dòng sản phẩm này BM đóng hàng khung mộng nên rất chỉ là lâu. Và yêu gia đình nhà mình có lắp thêm cả cái kính nữa, kính mặt trước nữa cho những dòng sản phẩm hàng tủ mà nhiều ngăn như thế này. Các bạn nhìn thấy là với dòng sản phẩm này BM làm là theo hàng đặt là cao 2m07. Cao 2m07 mọi người nhá. Và chiều rộng mặt trước, chiều rộng mặt trước này là 87 phân theo số đỏ để em đo chính xác đây. Và dưới này nó sẽ có dễ đo hơn. Các bạn nhìn thấy em kéo thước này. Từ bên nọ sang bên kia là em làm đúng 87 phân hàng kích thước số đỏ của gia đình nhà anh Khoa. Đây, kích thước số đỏ nhá, 87. Và chiều rộng thì bình thường là 35 thì anh có tăng lên là 40. Các bạn nhìn thấy đây. Tăng lên đúng 40 phân rồi nhá. Đấy, 35 thì nó lông hơn. Còn đây là 40 thì chúng ta sẽ để được độ sâu nó nhiều hơn. Và phía mặt trước thì em có làm cánh mở đục là chim cò cũng như là hoa đào các bạn nhá. Đấy. Và phía mặt này thì cánh cửa mở ra mở vào được. Các bạn nhìn thấy mở ra mở vào được. Bên trong thì là toàn bộ chất liệu là gỗ hương và phun bóng 100%. Các bác cứ sờ vào các khu vực bên này nhá. Đây, bên em là hoàn thiện khí và phun bóng đầy đủ hết. Đóng nắp vào nhá. Đây là cánh, là cánh có khung xương. Các bác nhìn thấy cánh khung xương. Đóng nắp vào. Cánh khung xương. Đóng nắp vào nhá. Phía dưới thì đục triện. Chân là chân đục triện. Chân là chân vuông thôi nhá, chân vuông. Khung xương cánh của nó thì là khung xương của nó thì là 3,7 phân rồi nhá. Khung xương của nó là 3,7. Đấy. Và phía bên mặt trước là em lắp một kính. Bình thường ra thì em để trơn. Bình thường ra em để trơn là để nhìn thẳng vào trong. Nhưng mà nhiều các bác có bác thì nhà đặt ở phía mặt trước muốn đặt kín. Có nhà các bác lại phía mặt sau cũng đặt kín kính thì em cũng làm theo yêu cầu. Đây em lắp thêm một cái kính, kính này là kính sỏ ở phía bên ngoài và toàn bộ là có lẹp. Tất nhiên là cái khung này em sẽ dùng máy để mà làm ra một cái rãnh để nhét kính vào. Đấy các bác nhá. Khung này nhá, khung này là khung liền các bác nhá. Đây, khung xương liền và xẻ một cái rãnh ở giữa và nhét kính vào bên trong. Phía bên này cũng vậy. Toàn bộ là lẹp ở phía bốn phía để mà làm sao để nhét vừa được cái kính này vào. Đấy, các bác nhìn thấy kính nhìn rất vừa vặn và không cần phải là bắn cái bình thường ra sẽ có cái keo đúng không ạ? Cái keo nhìn thì nhìn nó sẽ xấu, thô. Ví dụ như là các bác sử dụng các dòng như thế này. Đây. Như thế này thì nó sẽ có cái keo này, có cái keo ở phía dưới này. Đây, các bác nhìn thấy cái keo không? Keo đây. Đấy, có cái keo này. Đấy. Nhưng mà hàng này thì em làm hàng khít luôn và nhét thẳng vào bên trong, bác không cần phải keo. Phía bên mặt bên ria hồi này cũng vậy nhá. Hồi này em cũng làm là hàng đây. Các bạn nhìn thấy nó có cái phần nhét vào xuống ấy. Nhét xuống này đấy. Các bạn nhìn thấy nhét xuống không? Đây. Nhét xuống đây. Có cái khe này. Có cái khe để chúng ta nhét xuống đây. Cái này các bác dễ khó nhìn hơn, cái phần dưới này các bác dễ nhìn hơn này. Đây. Em làm cái khe này. Đấy. Cái khe này. Để nhét kính xuống dưới của nhá. Nhét kính xuống dưới. Và phía bên trong thì em làm là khung đợt 100% bằng gỗ. Gỗ hương. Đấy, khung đợt. Các bác nào mà muốn lắp kính cũng được. Thì chúng ta bỏ cái này đi, chúng ta lắp kính. Nhưng mà theo em thì lắp cái này thì nhìn nó đẹp hơn. Nhìn nó đẹp hơn và sang hơn. Bởi cái phần màu của phần gỗ này nó cũng giống nhau với phần hồi này, hậu này. Thì nó đẹp hơn. Đấy, nhiều các bác thì nếu mà các bác không lắp kính ở mặt trước này thì các bác lại lắp kính ở đằng sau để cho nó phản chiếu. Đấy, nhưng mà lắp kính đằng sau thì nhìn nó nắp nhất và nhìn nó nhỏ, nhìn nó khá chia xấu. Và lắp được như thế này vẫn là sẽ đẹp, là đẹp nhất của nhá. Lắp thế này vẫn là sẽ đẹp nhất. Đằng hồi hậu thì em cũng làm cho bác một cái phần hậu hồi liền. Đây. Đứng ra phần phía đằng sau lưng này để bác dễ nhìn hơn. Đây phần đằng sau lưng đây vẫn rất đẹp luôn. Đấy. Và đây sẽ là hai tấm ghép lại nhá. Tấm này và tấm này. Và phía bên này là khung xương ở giữa. Tức là chúng ta có một tấm to bên này và tấm to bên này. Kéo thẳng dài từ trên xuống dưới. Đấy. Và phía bên dưới này cũng thế. Hai tấm. Một bên này, một bên này. Khung xương này là khung xương sống này, nó đi kèm luôn và hàng toàn bộ là khung đóng mộng. Do đó mà hàng BM hoàn thiện cũng rất chi là lâu. Đấy, tầm độ 20 hôm trở ra mới xong cái hàng như thế này. Phía dưới em có đục thêm triện nữa. Đục thêm triện nữa. Đấy. Phần phía bên toàn bộ là phần xẻ rãnh nết này, mọi người nhìn thấy đây.
phần xẻ sánh hết nhé. Đấy, dưới này cũng xẻ sánh này. Đây. Và phía mặt sau hồi bên này em cũng làm cánh cửa. Hai bên hồi em làm cánh cửa hết nhé. Hai bên hồi em làm cánh cửa hết này. Đấy. Phần hậu này. Phần hồi này cũng là hồi liền. 100%. Đấy, lẹp cái thứ đầy đủ. Và xem thằng rất đẹp luôn. Đấy, các bác nào mà yêu mến cái dòng sản phẩm hàng đặt như thế này, đặt theo kích thước yêu cầu thì liên hệ trực tiếp qua xưởng em để đặt hàng. Hiện tại thì với cái mẫu này em đang bán với giá là 13.500.000, miễn phí vận chuyển các bác là 50 km đầu tiên mỗi nhá. Các bác nào đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua xưởng để mà đặt riêng cho gia đình nhà mình theo kích thước. Và em xin cảm ơn gia đình nhà anh Khoa đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng với em, và chúc gia đình nhà mình năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.